Không chút đắn đo, em Hoàng Mạnh Chiến, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Cẩm Thịnh ở thành phố Cẩm Phả đã kịp thời giúp cho một cụ ông thoát chết trong gang tấc. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Giót, 69 tuổi, ở phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bị ngã giữa đường ray và không tự đứng dậy được. Lúc đó, đoàn tàu chở than từ hướng thành phố Cẩm Phả về cửa ông đang di chuyển đến gần. Đúng lúc này, em Chiến vừa đạp xe tới, thấy ông Giót đang luống cuống giữa đường ray, nguy hiểm cận kề. Không chút đắn đo, em liền quăng xe đạp lao vào kéo ông ra khỏi đường ray. Ngay sau đó, đoàn tàu chở than cũng lao tới. Nhờ sự giúp đỡ của Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ do thanh gạt của đầu tàu đẩy xe máy của ông trượt đi khoảng 3 mét. Thoát nạn trong gang tấc, ông Vót rất cảm kích, biết ơn trước sự dũng cảm nhanh nhạy của em Chiến. Trong chiều qua, trường trung học cơ sở Cẩm Thịnh đã tổ chức buổi lễ tuyên dương em Hoàng Mạnh Chiến.